Kìa Nguyên, sao tự dưng em lại tránh mặt anh? Em có biết là anh nhớ em lắm không Nguyên? Anh đi, thôi anh về đi, đã đến lúc mình nên dừng lại rồi anh à. Em vừa nói gì vậy Nguyên? Em không còn yêu anh nữa sao? Hay là em đã thay lòng đổi dạ rồi hả Nguyên? Cảnh hôm nay anh là người có lỗi.
sỏi đá vô tri mà không hiểu không đau trước cảnh tình ngang trái. Quá nghiệt hôm nay ai sắp bài trên dương thế để kẻ ra đi ôm mãi.